Chào bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta có thể đăng video ngắn Red lên trên Facebook mà không bị mờ hay là bị vỡ hình và cũng như là không bị giảm cái dung lượng của cái video nha. Thì đầu tiên để mà khi mà chúng ta đăng một cái video ngắn Red lên trên Facebook mà nó không bị giảm cái dung lượng hay là không bị mờ, bị vỡ mà có thể nhìn rõ nét thì các bạn cần phải làm một số những cái bước như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ tắt cái phần là giảm chuyển động ảnh 3D trên Facebook đi. Thì cái việc này thì đối với điện thoại Android thì các bạn sẽ làm như sau. Để tắt được cái chế độ giảm chuyển động ảnh 3D trên Facebook đối với điện thoại Android thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần menu ở đây. Các bạn chọn cho mình vào cái phần menu. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là mức sử dụng dữ liệu di động. Các bạn chọn vào và các bạn kéo xuống. Ở đây thì nó có một cái mục là giảm chuyển động ảnh 3D. Các bạn tắt cái phần này đi. Đó là cái cách thì chúng ta sẽ tắt cái giảm chuyển động ảnh 3D trên điện thoại Android khi mà chúng ta sử dụng cái Facebook. Còn đối với điện thoại iPhone thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn cũng sẽ bật cái ứng dụng Facebook lên. Đối với điện thoại iPhone thì các bạn lại vào cái phần cài đặt độc quyền riêng tư. Các bạn vào phần cài đặt độc quyền riêng tư. Sau đó các bạn chọn vào mục cài đặt. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào phần cài đặt trang cá nhân. Tiếp theo các bạn kéo xuống. Ở trong cái phần là file phương tiện và danh bạ, các bạn chọn vào video và ảnh, các bạn chọn vào. Thì ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái mục là giảm chuyển động ảnh 3D. Đấy, các bạn tắt cái mục này đi. Đó là cái cách chúng ta có thể tắt cái giảm chuyển động ảnh 3D ở trên điện thoại Android cũng như là trên điện thoại iPhone. Rồi, đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ hạn chế là đăng lại những cái nội dung mà chúng ta tải lại trên mạng xã hội, ví dụ như là Instagram hay là TikTok. Bởi vì những cái video mà chúng ta tải lại của người khác ở trên mạng xã hội thì thông thường những cái video đó đã qua xử lý, và khi mà những cái video đã qua xử lý rồi, khi mà chúng ta đăng lại trên Facebook thì nó sẽ bị giảm cái dung lượng. Cho nên là khi mà chúng ta vào những cái video clip mà chúng ta đã đăng tải ở trên cái mạng xã hội khác thì nó sẽ bị giảm cái dung lượng đi nha. Nguyên nhân là vì những cái video đó nó cũng đã qua xử lý, và để nén cái dung lượng xuống để cho quá trình tải lên được nhanh hơn. Thì nếu mà chúng ta tải lại những cái video trên TikTok hay là Instagram lên trên video ngắn web ở trên Facebook thì nó cũng sẽ bị mờ và sẽ không được rõ nét nha. Rồi, và cái bước thứ ba là khi mà các bạn muốn tải bất kỳ một cái nội dung gì làm video ngắn trên web thì các bạn cần phải chuẩn bị cái video đó với cái dung lượng cao, với cái độ nét cao. Ví dụ như là chúng ta có thể quay ở cái độ phân giải là HD hoặc là Full HD. Thì khi đó chúng ta sẽ đăng lên những cái video ngắn rep ở trên Facebook thì nó sẽ có cái chất lượng tốt nhất, mà nó sẽ không bị giảm cái dung lượng cũng như là nó sẽ không bị mờ và vỡ hình khi mà nó đăng lên video rep ở trên Facebook nha. Rồi, và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.